Chào cả nhà. Cô xin chào cô chú và các bạn. Hôm mình văng lưới dính cua nhiều quá cả nhà. Giờ mình mần cua nấu bánh canh cho mấy thằng nhỏ ăn. Ông cả nhà theo dõi cho vui nha cả nhà. Mấy bên này mưa bão quá cả nhà. Cua này mình bằng cho là cái mấy nhỏ ăn cũng tốt lắm. Hãy
khi mình đâm mình bỏ vô miếng muối vậy nè, muối hộp và chút phần lọc cho thịt nó mới ra hết rồi. Cua mình đâm xong giờ mình lượt lấy nước nha các bạn. Xong giờ mình bắt lên bếp mình nấu nha các cua này cả nhà đợi nước sôi với cả nhà bỏ vô nó mới cắt được như thế canh mình nó sắp chín rồi nha, nãy mình có lấy gạch cua nè, giờ mình bỏ vô ăn nó thơm quá. Đường chín rồi mình cho vô miếng nước mắm rồi nha, đỡ thơm.
chín rồi, giờ mình tắt lửa nè. Món ăn ngày mà mưa bão của mình đó là món ăn tạm bạc. Cảm ơn cả nhà đã xem video, mình hẹn lại cả nhà đi xa nha cả nhà. Chào cả nhà.